Đó, nhìn các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Mình dẫn các bạn đi dọc. Hello, Cuộc Sống Sài Gòn TV xin chào tất cả các bạn thân yêu nha. Hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV sẽ giới thiệu thêm cho các bạn về cái hành trình khám phá bãi biển Hồ Cốc. Là ba tập trước thì chúng ta đã đi dọc ở bãi biển, thì bây giờ là chúng Cuộc Sống Sài Gòn TV sẽ dẫn các bạn đi vào phía bên trong cái khu resort để khám phá xem thử ở Hồ Cốc những cái khu resort này nó như thế nào nha các bạn. Rồi, mời các bạn cùng vào bên trong của mình nha. Đó các bạn ơi, mình đi ở phía ngoài, mình đi dọc đấy, đỡ các bạn nhìn thấy cái khu resort ở phía trong không? Đây, hồi nãy là mình đi ở cái khu phía ngoài này nghe bạn, ngắm bãi biển nè. Giờ mình sẽ đi vô phía bên trong cho các bạn xem thử là ở bên trong cái khu resort ở trong chỗ Hồ Tròm á thì nó như thế nào nha các bạn. Đây các bạn thấy những cái chòi này đó, bạn nhìn thấy những cái chòi không, những cái chòi nén lắm các bạn ơi. Đó, đây là cái khu resort này. Đó, nhìn các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Mình dẫn các bạn đi dọc khu resort. Trời nắng lắm. Thấy không? Các bạn thấy nhìn nhận resort này có những chiếc ghế này ra mình nằm luôn, rất đẹp nha các bạn. Đây đó, một dãy luôn nè, các bạn nhìn thấy một dãy xuống từ đây xuống tốt như dưới kia luôn các bạn. Đó, những khu resort rất đẹp các bạn ơi. Mình đi bộ, mình đi dọc quay lại cho các bạn xem. Đó, các bạn nhìn thấy cái bãi biển không? Bãi biển trên kia. Rất đẹp các bạn. Đây là những cái chòi, cái khu resort ở phía dưới này nữa. Cao cấp hơn nha các bạn. Đó. Thấy không? Các bạn thấy những cái chòi này, vừa tắm biển vừa đi dạo. Đây là con cóc. Đây là những con cóc này các bạn. Nén quá. Thấy không? Tiếp tục khám phá nha các bạn, tiếp tục đi dạo trong khu resort này. Mình quay lại cho cái cảnh cho các bạn xem. Đẹp không? Nếu có dịp về Hồ Tràm, các bạn nên ghé
có thể là uống cà phê hay là tắm biển. Họ đẹp không các bạn? Không phá đi dọc hết bãi biển Hồ Tràm cho các bạn xem. Đặc biệt trên này có cái hồ bơi rất đẹp nha các bạn. Các bạn thấy không? Những cái hồ bơi rất đẹp. Đó. Wow. Chúng ta uống cà phê thì thôi. Uống cà phê ngắm sóng biển thì rất tuyệt luôn nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Rất đẹp. À, hôm nay Sài Gòn TV quay lại cái khu resort này cho các bạn xem. À, cũng như là đi một vòng khám phá để các bạn xem thử là nếu có dịp các bạn về đây du lịch nha các bạn, thì các bạn nên ghé cái khu resort này. À, ở Hồ Cốc á, thì nó có khoảng mình hiện tại mình đang thấy tới đây là hết rồi các bạn. À, cái này là có bậc cấp đi xuống nè, các bạn đứng đây nè, đứng đây nè, mình vẫn nhìn thấy cái chú mà cầu nghiêu đó các bạn, thấy không? Các bạn thấy là chú vẫn đang cào nghiêu, cào nghiêu. Bây giờ là không phải là một chú nữa là mà hai chú cào nghiêu nha các bạn. Quay cào những con chim chép để về bán cho các cái vựa mà tôm hùm nữa các bạn. Đó, nhìn xa qua các bạn thấy không? Cái khu resort cực kỳ đẹp không? Quá đẹp luôn. Quá tuyệt vời luôn các bạn nhỉ. Nhìn rất đẹp. Rồi mình đi xuống. Mình đi xuống, mình về lại cái khu resort của mình thử nha. Đây là cái khu resort, đây là ở phía sau sau khe này, nó cao cấp hơn nha các bạn. Thấy không? lại tiếp tục thấy chú bắt những con chim chíp để về bán lại cho các vựa tôm hùm nha các bạn. Đó, đây là anh. Rồi đó, anh bây giờ phải cái khóc đây nè, bây giờ nước nó đang rút rằng các bạn ạ. À, đây mình đi một chọc đây. Wow, đây bác được có nhiêu đây các bạn ơi, nè nhìn rất nhiều con chim chiếc. Ồ, đủ loại luôn nè các bạn, về đây là rất nhiều con còn sống nha các bạn. Các bạn thấy không, rất nhiều con còn sống về là để bán cho tôm hùm nha, cho những cái vựa nuôi tôm hùm đó bạn. 5.000 đồng một ký nha các bạn. Đó, một ngày chú làm khoảng vài ba chục ký á là bán cũng được, cũng có tiền rồi. Nhìn nó hấp dẫn không? Đó, thấy hấp dẫn không các bạn? Đó, chú đây kìa anh. Đó, thấy không ạ? Ủa, anh với chú kia là bà đi chung hả? Đi riêng hả? Dạ. Dạ. Đó, các bạn hay. Đó, các bạn thấy những cái mỏm đá không? Những cái mỏm đá lớn nè. Đó. Những cái mỏm đá lớn này. Mình. Ồ, bãi biển cực đẹp. Cực đẹp nha các bạn. Sóng bây giờ nó xuống rồi nè. Sóng bây giờ này xuống. Quay được cái cảnh các chú đang cào những con chim chíp, những con chim chíp nha các bạn. Đó, mình sẽ đi tiếp tới cái khu resort thứ hai luôn cho các bạn. Hiện tại chỗ đây là mình thấy là ba khu resort đó. Đó, thấy không?
thấy cảnh chú bác xin ship không không ạ? Thấy cảnh chú bác xin ship không? Nhìn hấp dẫn không? Được một cái dưới kia rồi hả chú? Dạ. Rồi con cảm ơn chú nha. Rồi. Đó các bạn nhìn thấy không? Đi. Đi thông quan tiếp. Thông quan tiếp nha các bạn. Đó là cái khu resort Hương Phong Hồ Hồ Cố nha các bạn. Hồ Cố. Nắng quá. Đây, giới thiệu cho các bạn luôn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Thấy khu resort này. Mình không đi ngoài bãi biển nữa. Đây là những chiếc ghế nè các bạn. Những chiếc ghế nè. Đây là mình đi dọc ở ngoài cái bãi biển, còn mình đi vô trong thì như thế nào? Resort cho các bạn xem. Ở hồ tràm, hồ cốc có gì đây? Đây là khu resort đó là Hương Phong Hồ Cốc nha các bạn. Đó, phía trước bạn đi xe này. Hương Phong Hồ Cốc. Nếu các bạn có dịp về đây thì các bạn nên ghé thăm và tắm biển, đặc biệt là biển rất đẹp nha các bạn. Biển rất đẹp. Đây có cái hồ nước đây. Mình có một khu này nó bị đỏ các bạn thấy không? Thấy cái khu nghỉ dưỡng rất đẹp không? Rất mát mẻ nha các bạn. Đặc biệt là những cái bất ngờ gặp những cái cây dừa này. Wow, cây dừa ra trái ghê không các bạn? Hòn dừa ra trái rất đẹp, rất nhiều. Các bạn thấy hòn dừa ra trái không? Dừa luôn. Đó, đây là cái khu quán bar này. Này, có hòn dừa này. Bạn thấy hòn dừa ra trái rất nhiều không? Đẹp không? Đây là Hương Phong này, khu resort Hương Phong này các bạn thấy không? Khu resort Hương Phong. Wow. Đẹp quá. Các bạn thấy không? Quá đẹp. Này, những cái cây dừa. Những cái cây dừa ra trái. Những cái bãi cỏ. Những cái khu nhà nghỉ. Rất đẹp. Rất đẹp nha các bạn. Đây là cái khu bơi lội. Khu bơi lội. Đó, đặc biệt là có hồ bơi. Đó, các bạn thấy không? Khu nghỉ dưỡng này. Vậy nó tốt, đặc biệt có hồ bơi rất đẹp. Các bạn nhìn thấy cái hồ bơi đẹp không? Wow. Cây dừa rất nhiều nha các bạn. Dừa ra trái rất nhiều. Đây. Dừa ra trái rất nhiều cho các bạn. Đó các bạn thấy không?
khám phá khu resort vừa cùng với Sài Gòn TV. Khu resort có nhiều cái căn hộ, nhiều cái căn phòng rất đẹp đó. Nếu chúng ta có dịp về đây, về chúng ta có thể ngắm cảnh, tham quan những cái khu resort, tắm biển, hồ cốc tuyệt đẹp đó. Nè, các bạn nhìn thấy những cái cây dừa không? Những cái dừa rất nhiều trái đó, nhìn tất những cái dừa rất nhiều trái nha các bạn. Wow. Ồ, đây là bãi biển, đây là to ở dưới kia luôn. Rồi.